Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ sửa cho các bạn cái đề kiểm tra chương hydro và nước. Đề này được trích trong đề thi của trường Trung học cơ sở Trần Quang Diệu năm học 2016-2017. Đề này là đề số 6. Trong đề này chúng ta có hai phần và trắc nghiệm 3 điểm. Chúng ta đến với câu hỏi số 1. Phần ứng nào sau đây là phần thế? Phần thế là phần giữa đơn chất hợp chất. Đây là hợp chất ra đơn chất nhưng mà không phải là phần thế. Đây, bởi vì theo phần thế là nó sẽ tạo ra đơn chất và hợp chất mới, do đó loại câu A. Câu B là hóa hợp bỏ luôn. Câu C là thế này. Câu D là hóa hợp. Chúng ta đến câu 2. Chất tác dụng được với hydro là, rồi, đầu tiên là canxi oxit là CaO, Na2O, carbon dioxide là CO2, sắt 3 oxit lẻ 3 2O3. Chúng ta lưu ý là oxit axit thì không tác dụng được với hydro. Như vậy đây chúng ta chỉ còn 3 thằng oxit kim loại, thì chúng ta nhớ thầy là RHOE để tác dụng với hydro để tạo thành R cộng cho H2O. Với đây R gồm có những kim loại tác dụng được, đó là giáp, có sắt, nhớ, sang, phố, hỏi, cửa, hàng. Hydro là không có tác bỏ. Như vậy trong trường hợp này chỉ có Fe2O3 tác dụng thôi. Chúng ta chọn câu đúng ở đây là câu D. Ok chưa? Chúng ta đến câu 3 em ơi. Dùng khí hydro để khử sắt 2O3 oxit để tạo thành nước và sắt. Yêu cầu chúng ta là hệ số cân bằng của phản ứng lần lượt là, đây, hydro sẽ đi tác dụng với sắt 2O3 oxit, tức là F2O4. Ở đây chúng ta sẽ tạo thành nước cộng cho Fe. Rồi chúng ta cân bằng oxy trước, bên trái 4 oxy, bên phải 1 oxy, đặt đây 4. Bên phải 4H2, bên trái 1H2. Bên trái 3 sắt, đây 1 sắt đặt 3. Lưu ý là phần này cần có nhiệt độ đun nóng. Như vậy chúng ta chọn hệ số là 4 1 4 3. 4 1 4 3 đây. Câu đúng ở đây là câu D. Chúng ta đến câu 4. Chạy các chất đều tác dụng được với hydro là, để tác dụng với hydro thì chúng ta sẽ có như thế này. Đầu tiên là CO2 không tác dụng, nước không, hydro tác dụng với oxy được để chúng ta tạo thành H2O. K2O không tác dụng, CuO được để tạo thành Cu cộng cho H2O. Oxy được, NO được, FeO được, CO2 không. Oxy được, HGO được, clo được. Như vậy có đúng đây là câu D. Ở đây thầy sẽ tách rõ cho bạn luôn. NO khi cộng với hydro thì đây nó sẽ tạo thành N cộng H2O. Nãy dạy cái luật hồi nãy rồi. FeO cộng cho hydro để tạo thành Fe cộng cho H2O. HGO cộng cho hydro để tạo thành H cộng H2O. Rồi, clo cộng hydro để tạo thành HCl. Thông thường thì câu này chúng ta chọn sai nhé. Nguyên chọn câu nào của em? Câu đấy em chưa làm thầy. Quên mất clo phải không? Dạ. Câu 5. Phần ứng dùng để điều chế khí hydro trong phòng thí nghiệm. Chúng ta để cho thầy là bốn cái thằng này đều điều chế ra hydro được. Nhưng trong này chỉ có một chất thỏa mãn thôi. Ở đây theo lý thuyết trong sách giáo khoa mình cung cấp cho bạn này, đó là để điều chế hydro thì người ta dùng kim loại này. Nó là magie này, nhôm này, kẽm này, sắt này, thì tác dụng với HCl
hoặc là H2 F4 loạn. Được chưa? Như vậy có đúng ở đây mình chọn là câu D. Lưu ý với thầy là trong bốn cái phương trình này đều có thể điều chế hydro được, nhưng mà do có phản ứng giữa natri, kali và canxi với H2O4 hoặc là với nước thì nó là phản ứng mãnh liệt và gây ra tiếng nổ nguy hiểm. Do đó ở đây người ta sẽ không dùng. Yeah. Đó người ta sẽ dùng những kim loại như là magie, nhôm, kẽm, sắt. Thế nào? Nó lại nha. Kim loại natri, kali và canxi là những kim loại phản ứng rất là mạnh. Phản ứng này nếu tác dụng với nước hoặc tác dụng với axit thì nó đều sinh ra khí hydro và phản ứng này gây nổ, gây nguy hiểm. Do đó nó không được điều chế trong phòng thí nghiệm. Hãy nhớ điều đó. Chúng ta đến câu 6. Khi nào nặng nhất? Chúng ta tính khối lượng mol thằng nào lớn nhất thì chúng ta chọn thôi. H2S chúng ta là bằng 34. Oxy chúng ta là bằng 32. Hydro bằng 2. CO2 là bằng 44. Như vậy nặng nhất ở đây là CO2. Câu 7. Tính khối lượng đồng thu được khi dùng khí hydro khử hoàn toàn CuO. Đây. CuO chúng ta dùng hydro để khử để tạo thành đồng cộng cho H2. Ồ. Bây giờ chúng ta có như thế này. Ở đây đề cho khối lượng của CuO là 20. Và yêu cầu chúng ta là tính khối lượng đồng. Dựa vào phương trình thì mình thấy mol CuO đúng bằng mol Cu. Tương đương. Mol CuO em lấy khối lượng là 20 chia cho khối lượng mol tổng là 64, oxy 16. Khối lượng của đồng là M chia khối lượng mol của đồng là 64. Ngọc Hà tính bằng bao nhiêu Ngọc Hà? Dạ bằng 0,25. Tôi hỏi kết quả cuối cùng của M á. Dạ bằng 16. Rồi. Như vậy có đúng đây là câu A ha. Rồi chúng ta đến câu tiếp theo, câu 8. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hydro. Số mol oxy cần dùng cho phản ứng trên là. Thì quá dễ. Hydro sẽ phản cháy với oxy. Phản ứng này chúng ta có nhiệt độ đun nóng để tạo thành nước. Phản ứng này gây ra tiếng nổ và cho ngọn lửa màu xanh. Phản ứng này dùng để nhận biết hydro. Số mol hydro là 0,5. Để yêu cầu chúng ta là hỏi số mol oxy cần dùng. Thì số mol oxy ở đây là lấy 0,5 nhân 1 chia 2 là 0,25. Câu D. Chúng ta đến câu 9. Tính thể tích hydro thoát ra điều kiện tiêu chuẩn khi cho 5,4 gam nhôm tác dụng hết với dung dịch HCl. Đây. Chúng ta có phương trình là nhôm này cộng cho HCl này để tạo thành AlCl3 cộng cho H2. Rồi chúng ta sẽ đi cân bằng phương trình này. Cái cân bằng phương trình này bữa trước tôi chỉ các bạn rồi. Chúng ta sẽ áp dụng cho hai đơn chất đó là nhôm và hydro. Nhôm của mình là hóa trị 3, hydro mình hóa trị 1 nhân 2 hydro là hóa trị 2. 32 bắt chéo là 23. Cái đó bên trái chúng ta có hai nhôm, bên phải hai nhôm đủ 3H2 thì đây là 6. Tuy nhiên là nếu bài này á, bạn chỉ cần cân bằng nhôm với hydro là đủ ha. Bởi vì người ta yêu cầu chúng ta là tính thể tích hydro mà người ta cho điều kiện nhôm nha. Ở đây khối lượng nhôm người ta cho là 5,4 gam. Và hydro ở đây người ta hỏi là V bằng bao nhiêu lít. Theo phương trình thì mình thấy mà nhôm này với mol hydro liên hệ với tỷ lệ mol là 2 phần 3. 2 phần 3 ra vào. Khối lượng nhôm là 5,4 trên 27 bằng 2 phần 3 mol hydro. Mol hydro lấy thể tích chia cho 22,4. Rồi em tính cho thầy V bằng bao nhiêu nguyên rồi?
Dạ, 6,72. Như vậy đúng ở đây mình chọn là câu B, khá là dễ. Như vậy chúng ta đã làm xong phần trắc nghiệm với 9 câu. Bây giờ chúng ta đến phần tự luận. Câu 10 này là câu cho điểm này, nêu khái niệm về vượng thế. Các bạn xem lại giúp thầy nha, cho ví dụ minh họa nha. Vượng thế là gì? Mời Diệu Châu đọc định nghĩa cho thầy vượng thế nào. Vượng thế là gì Diệu Châu ơi? Trong đó một số yếu tố có độ hoạt động hóa học mạnh hơn. Ai nói vậy? Định nghĩa đâu ra vậy? Học bây giờ trả lời định nghĩa phân thế không xong, chép phạt đi 1.000 lần cho nhanh. Thọ phân thế là gì thọ ơi? Học việc khái niệm cơ bản không nắm được. Phân thế là gì? Hả? Quên rồi thầy. Cha học cái gì là kỳ ta? Đó định nghĩa phần thế đó. Đây. Phần ứng thế là phần học mà trong đó nguyên tử của nguyên tố này ở dạng đơn chất sẽ thay thế cho nguyên tử của nguyên tố khác có trong hợp chất. Được chưa? Ví dụ là chúng ta sẽ lấy cái phần của oxy sắt ta dùng với hydro hoặc là oxit đồng ta dùng hydro. F2O4 cộng hydro để tạo thành F2 cộng cho nước, hoặc là CO cộng hydro để tạo thành CO cộng cho H2O. Mời bạn xem giúp thầy nha. Cái gì đâu mà bữa trước làm cái đề trước cũng làm hỏi phần ứng thế rồi bây giờ còn hỏi phần thế mà trả lời không xong. À, câu 11 em. Cho 11,2 gam sắt đi tới dùng bởi dung dịch có chứa 19 10,95 gam axit chlorhydric tạo thành sắt hai cloro và khí hydro. A là sao phẩm chắc nó còn dư dư bao nhiêu gam? Rồi, bước đầu tiên bài toán này em đi tính cho thầy mol sắt. Thảo tính giúp Thảo à. Đấy 11,2 chia cho 56 bao nhiêu Thảo? Rồi số mol đây là 0,2 mol. Ngọc Hà hỗ trợ thầy Ngọc Hà. Em tính cho thầy mol HCl luôn, 10,95 chia cho 1 cộng 35,5. Bao nhiêu Hà ơi? Dạ bằng 0,3 mol. Rồi, tiếp tục. Người ta hỏi là sao phần chắc nào còn dư, dư bao nhiêu gam. Đây là cái dấu hiệu của bài toán mà chúng ta tiến hành so sánh mol. Rồi. Rồi chúng ta có phương trình này. Sắt đi tới dụng với HCl để tạo thành FeCl2 cộng cho H2. Các bạn đây là 2. Đây là số mol ban đầu, số mol phản ứng và số mol sau phản ứng. Số mol ban đầu của sắt là 0,2 mol. Số mol HCl là 0,3 mol. Được chưa? Sắt phản ứng là 0,2. Nếu mình giả sử sắt phản ứng 0,2 thì mình chuyển qua mol HCl lấy 0,2 nhân 2 chia 1 thì nó sẽ bằng 0,4. Vô lý. Điều này chứng tỏ chúng ta phải làm điều ngược lại. Ngọc Hà làm điều ngược lại giúp thầy Ngọc Hà. Như vậy HCl hết em. Chuyển qua cho sắt cho thầy đây. Dạ bằng 0,15. Rồi 0,2 trừ 0,15 dư bao nhiêu? Dạ 0,05. So phận HCl hết FeCl2 0,3 nhân 1 chia 2 bao nhiêu? Dạ 0,15. Hiểu đâu tương tự. Dạ 0,15.
Như vậy em khẳng định cho thầy sao phở này thì sắc như thế nào? Dạ sắc dư 0,05 mol. HCl hết. FeCl2 tạo thành là 0,15 mol. Hydro tạo thành là 0,15 mol. Được chưa? Rồi. Như vậy bây giờ mình trả lời là sao phần chất nào còn dư, đã trả lời xong rồi. Dư bao nhiêu gam? Rồi chúng ta tính cho thầy, em tính cho thầy khối lượng sắt dư đi em ơi. Bấm tính giúp thầy ơi. Dạ bằng 2,8. Rồi, đó là cái thứ nhất. Tiếp theo, yêu cầu chúng ta là B này. Xác định thể tích hydro ở điều kiện tiêu chuẩn thu được sau phản ứng. Tính thể tích hydro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn. À. Dạ bằng 0,15 nhân cho 22,4. Dạ bằng 3,36 lít. Này là mức độ bình thường thôi. C. Dùng toàn bộ lượng hydro ở trên để khử hết argam với NO, tìm A. Rồi, như vậy đây em ta có phương trình 1 này. Rồi, em làm được cái C này không hả? Dạ em chưa làm được. Bây giờ làm luôn đi. Mol hydro ở trên bằng bao nhiêu? Dạ Dạ các bằng bạn. 0,15. Chỉ có mấy cái đề thì giao cho các bạn là từ cái đề 2 cho đến đề 2468 đúng không? 2468 10. Mà sao các bạn không làm? Bữa sau đi học offline thì chuẩn bị đi, chuẩn bị tinh thần là từ, đọc từng đứa một hết. Tạo thành gì em ơi? Sản phẩm là gì hả ơi? Sản phẩm là gì? Dạ Zn cộng H2O. Rồi tính được khối lượng với NO không? Dạ được. Tính mol với NO trước đây rồi tính khối lượng. Mol với NO như thế nào với mol hydro? Dạ bằng. Cái mol là 0,15 nhân cho với NO bao nhiêu, oxy bao nhiêu? Zn là 65, oxy 16. Bằng 12,15 gram. Làm về sau làm cho hết đi chứ, làm mà học hay mới học là kỳ vậy nữa. Cái tờ hỏi A bằng bao nhiêu đúng không? A đây là khối lượng của nó, vậy đây là agam này, A đây luôn cho nhanh này. Đó, bây giờ hết câu C nha và hết câu 11, chúng ta đến câu cuối cùng, câu 12. Để cho như sau, cho 8064 lít khí hydro khử hoàn toàn 19,2 gam oxit kim loại M có hóa trị 3. Điều cần chúng ta là tìm kim loại M. Nguyên làm câu này được không? Dạ được thầy. Các bước làm. Dạ thưa thầy, em tính mol H2, sau đó viết phương trình rồi chuyển mol qua cho M2O3, rồi tính khối lượng của M2O3, rồi tính N1. Em nói nhanh quá, với lại nhà ồn quá, nghe rõ. Em nói từ từ lại đi, nó nhanh quá. Bước đầu tiên làm gì? Dạ tính mol của hydro. Rồi ok, tiếp tục. Sau đó viết phương trình là H2 cộng M2O3 tạo thành M Chưa cộng được. H2O. Chưa được, bởi vì oxit này mình phải gọi. Gọi, rồi đó mất phương trình. Rồi. Tiếp theo. Bước tiếp theo. Tính khối lượng của M2O3 Tính khối lượng làm gì? để tính M.
Dùng cái tỷ số này chứ. Nên nhẹ hơn đúng không? Em làm cái kiểu đó, em làm cái cách đó thôi. Nhưng mà bước này em thiếu một bước rồi. Biết thiếu bước nào không? Chưa có mon mà. Hiểu không? Hiểu hiểu không? Dạ. Tới mon M2O3, sau đó mới tính khối lượng mon. Tính khối lượng mon thì ghi kêu khối lượng thì sao ta hiểu được? Dùng ngôn từ cho chính xác em nha. Mình tập cách nói cho chuẩn nhau. Rồi. Rồi sau đó em tìm M đúng không? Dạ. Ok, cảm ơn. Mà Như nào? Như làm giúp phần còn lại nào. Mọi hero tính như thế nào đây? Thế thì tích chia cho 22,4 bao nhiêu? Dạ là bằng 0,36. Rồi bây giờ mình gọi về đây. Bây giờ mình gọi oxit hay là gọi kim loại? Dạ. Rồi oxit của kim loại hóa trị 3 là gì? Dạ là A. Sao là á? Oxit mà sao là á? A nhìn luật thầy. Oxit là cái hợp giữa M và Oxy, bác chéo hóa trị cho nhau đi em ơi. Dạ là 23. M2O3 mà sao đừng nói vậy, người ta không hiểu đâu nghe chưa? Dạ. Rồi phương trình em. M2O3 đi cộng hydro. Như tác dụng nhiệt độ trong nóng tạo thành gì? Trường hợp là gì Như? Dạ là M2U cộng H2O. Cái gì? M M2O cộng H2O à? Ai vậy mấy đứa vậy? Tôi dạy cho lắm bây giờ cuối cùng nó trả lời sai hết vậy. Đây là vẫn gì? Vẫn thế thì tạo ra đơn chất mới hợp chất mới chứ. Chứ sao tạo ra hai hợp chất vậy? Tạo ra gì? M cộng cho H2O chứ. Mấy đứa làm cái đề mà mấy đứa không có chú tâm gì hết, thật luôn á. Mà cái này thầy dạy mấy tính mấy đứa trong mấy đề trước rồi mà mấy đứa không có để ý gì hết á. Mấy đứa quá là tệ luôn đó. 2M này cho bằng 2 này. 3 này, 3 này. Tôi khỏi nhờ nó đi. Làm ăn lại phèo quá. Em giải câu này chưa Như? Dạ chưa. Mày làm cái đề cái này mấy cái câu trước thì làm rồi, mấy cái đề trước em làm rồi mà nó tương tự rất là nhiều rồi. Và có suy nghĩ tới đêm ơi, không suy nghĩ lần tụt hậu về sau á. Cái gì cũng than khó thì biết bao giờ mới mình nghĩ nó là dễ. Ngày trước thầy đi học là một bữa đi học bữa đi làm, đi học về là vứt vở đi làm rồi. Thời gian đang bỏ học. Mon thằng này là bằng 1 phần 3 mon hero, vì mon hero cho sẵn rồi nè. Các bạn giờ gian học có làm bao nhiêu đâu mà nhân cho 0,36. Cái đây là bằng 0,12 mol. Rồi, cái đó chúng ta ráp vào đây. Tương đương. Khối lượng mol M2O3 là 2M. Oxy 16 nhân 3 là 48 này. Bằng này. Khối lượng đề bài cho lượng này bà cho đây 19,2 gram.
19,2 gram chia cho mol. Mol là 0,12. Các bạn ăn nói cho nó chậm vào, cho nó rõ ràng vào. Nhờ, trả lời cứ a bốn mà làm bài thì em chịu làm bài. Thế mà được học sinh giỏi hay nhờ. Không biết thầy của thầy là một trường á, cả một trường nha, có 3 5 năm sẽ có một học sinh giỏi thôi, chứ không phải dễ bây giờ giỏi đầy à. Này mình tất cả mình chỉ hết cho hai em nhá. 24 mình chia cho hai thì còn nên là còn 48 chia 2 là 24. 160 mình chia cho 2 còn 80, đúng không? Hết cho 2 2 vế. Ở đây suy ra m bằng 80 trừ 24. Năm mươi sáu. Năm sáu gam trên mol. Được chưa? Năm sáu gam trên mol. Như vậy trong trường hợp này nó là Fe. Vậy M là sắt. Công thức oxit. Là Fe2O3. Hai câu này. Câu này có khó không các bạn ơi? Trang câu này khó không Trang ơi? Như vậy chốt là cái đề này như sau. Đề này thì không có gì khó cả. Đề này có câu 12 này, mà câu 12 này ta sửa nhiều rồi. Còn cái câu số 11 này là một câu hỏi bình thường, không có gì cả. Chứ không có gì khó khăn. Dạ, mấy bạn nào mà chưa học được khái niệm phương thế thì xem lại cho thầy nha. Còn lại trắc nghiệm thì bình thường hết. Đề này bình thường, đề này có thể lấy 10 điểm trong vòng 5 đến 15 phút. Nếu bạn nào làm nhanh thì khoảng 15 phút.